vi xem chỉ tay, về bàn tay mà có 12 dấu hiệu này, bạn sẽ phú quý giàu sang cả đời. Về theo các tài liệu về nhân tướng học, thì đây là các dấu hiệu của những người đặc biệt, có số giàu sang sung sướng hơn người thường. Ở trong xã hội hiện đại thì mọi người luôn luôn hy vọng rằng họ sẽ có cuộc sống phú quý giàu sang cả đời. Và nếu bạn cũng muốn như vậy thì trước hết hãy nhìn vào bàn tay của mình. Bởi khi nhìn vào bàn tay của mình, chúng ta có thể cũng đánh giá được bạn có phải là người dễ dàng thăng quan tiến chức hay không. Với con người, không phải ai cũng có khả năng thành công cả đời phú quý và con đường dẫn đến thành công. Với một vận mệnh ở trong nhân tướng học, nó đều có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Còn về Phật giáo thì luôn luôn chú ý đến định luật nhân quả. Cái gọi là giàu có hiện tại, nó là một sự tích lũy từ quá khứ, cũng không có nghĩa là cứ nỗ lực hết mình thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Và ngày nay thì chúng ta phân tích từ các góc độ của bàn tay, với những đặc điểm nào trên bàn tay, nó sẽ thể hiện bạn là người có phú quý giàu sang. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với người nào có bàn tay nó giống như củ gừng khô, đây là tướng người thịnh vượng. Về bàn tay nó giống như củ gừng khô thì chủ yếu nói về khả năng và năng lực cầm nắm của người này. Gừng nó mang tính dương khí rất nặng, hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nó nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy thì vận khí của bạn là rất tốt và rất thịnh vượng. Về tay nam giới như vậy, nó cho thấy bạn có khả năng giải quyết những công việc tốt hơn và cũng là người có năng lực, sự nghiệp không ngừng phát triển. Người dám đối mặt với những khó khăn, dám mạo hiểm là người thích hợp cho việc đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù là có một khe hở giữa ngón tay trỏ và ngón tay đeo nhẫn, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí. Thứ hai là về vân tại phát đạt. Nếu trong bàn tay có ba đường vân động gần như chạy song song với nhau, nếu như các đường vân này ở trong lòng bàn tay mà nó xen kẽ lẫn nhau tạo thành một hình vuông hay hình tam giác thì được gọi là một kho bạc, và nó đại diện cho sự giàu có và thịnh vượng. Dù là nam hay nữ, nếu người có tướng tay như vậy ắt vận tiền tài rất tốt, là người không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn rất dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền và rất dễ đạt được đại phú đại quý trong cuộc sống. Về thứ ba là với người trong bàn tay có gò thái dương nổi gồ lên và có hình chữ thập hoặc có một hình ngôi sao. Về gò thái dương, nó là vị trí nằm dưới ngón tay áp út, nó đại diện cho sự phú quý. Nếu gò thái dương dài đầy đặn gồ lên có màu sắc hồng hào là người rất nhiều sức sống, người này rất biết kiếm tiền và dễ dàng có cơ hội phát tài. Đời sống của họ cũng biết giữ tiền và số tiền kiếm được có thể tiêu cả đời cũng không hết. Về thứ tư là về đường vân lý tài sâu và dài. Ở phía trên đường tình duyên ở trên tay mà có một đường vân nhỏ song song, đó gọi là vân lý tài. Nếu đường vân này sâu, dài thì đây là người rất biết cách quản lý về tiền bạc. Dù làm ông chủ, tài chính hay kế toán thì họ đều rất biết cách sử dụng về tiền bạc. Họ dễ dàng kiếm và tiết kiệm nhiều tiền, cũng là những người có tướng giàu sang phú quý. Về thứ năm là về bàn tay mà có nhiều vân tài khố hay gọi là vân tiền bạc. Về gốc của ngón tay út trong lòng bàn tay được gọi là gò thủy tinh. Khi ở khu vực này mà có nhiều đường vân thẳng đứng ở vị trí này thì được gọi đó là vân tài vận hay là vân tiền tài. Vân tiền tài tốt xấu đều liên quan đến đường vân này. Nếu đường vân này mà dài, sâu hoặc có nhiều vân nhỏ xung quanh thì người này có vận tài lộc rất tốt, rất dễ phát tướng phú quý. Nếu phần giữa gò thủy tinh và gò thái dương nó xuất hiện hình chữ thập
thì người này có rất nhiều cơ hội tiền bạc đến bất ngờ. Ví dụ như là việc trúng số hoặc đầu tư cổ phiếu rất có lãi. Về thứ sáu là người có bàn tay mà lòng bàn tay thoát khí. Với lòng bàn tay, nó là huyệt đạo của lao công của con người. Đây là một vị trí thoát khí từ tim. Khi nước được vị thổ chuyển hóa thành khí, và vị trí này chính là hỏa huyệt. Tim là trung tâm của cơ thể, cũng là chủ về tiền đồ của con người trong xã hội. Với người có lao cung huyệt tốt, thoát khí tốt là người lương thiện. Với những người này thì thường hay làm lãnh đạo và được mọi người rất yêu quý và kính trọng. Về thứ bảy là người có lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi cao. Với những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào, đầy sức sống. Đây là điều kiện cơ bản của con người có đường tài vận hưng thịnh về sau này. Dù trong công việc hay trong cuộc sống thì họ luôn luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người này là người có trí tuệ linh hoạt và cũng có đầu óc thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và thực hiện hóa những ước mơ của chính mình. Người có đặc điểm tay này là người rất dễ giàu sang phú quý. Về thứ 8 là về đốt thứ hai của ngón tay cái mà có nhiều vân. Nếu đốt thứ hai của ngón tay cái nó xuất hiện nhiều đường vân ngang dọc thì người này là người rất giỏi tích lũy về tiền bạc. Với đường vân càng nhiều càng dày, nó thể hiện tiền bạc được tích cóp càng nhiều. Và những người này thường là người rất chăm chỉ và rất chịu khó. Về thứ 9 là người có bàn tay có ngón giữa tương đối dài. Với người có đặc điểm này thì thường là người có nhu cầu theo đuổi tài lộc và quyền lực vô cùng lớn. Họ luôn luôn ấp ủ trong tương lai là sẽ thành phượng hoàng, bởi vì họ luôn nung nấu một cuộc sống sung túc ở trong tương lai. Với người này sẽ định ra cho mình một mục tiêu rất dài hạn và sẽ nỗ lực từng ngày, từng giây để đạt được những điều đó. Và họ cũng là những người có đầu óc rất tốt, rất rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng và không bao giờ phán đoán sai lầm. Thế nên họ sẽ là những người giàu có ở trong tương lai là điều hiển nhiên. Về thứ 10 là người có ngón giữa có tam ức vân. Về thông thường là giữa các đốt ở ngón giữa có những đường vân ngang, đó gọi là thực tiết vân. Còn nếu như mà ai có bàn tay mà có ba đường vân ngang ở ba đốt ngón tay giữa thì gọi là tam ức vân. Người này là người có số phận khá may mắn, cả đời không thiếu tiền và thường nhận được sự giúp đỡ từ người khác giới trong chuyện tiền bạc. 11 là gò mộc tinh phát đạt. Ở trong nhân tướng học thì vị trí dưới ngón trỏ được gọi là gò mộc tinh. Nếu như vị trí này mà đầy đặn, đàn hồi, có khí sắc tươi tắn thì tài vận của người này rất tốt. Thường là nhờ vào việc kinh doanh mà họ lớn mạnh, rất dễ có khả năng trở thành người giàu có. Về 12 là đối với những ai, đối là nam mà có bàn tay mềm như vải, còn đối với nữ giới mà có bàn tay cứng như củ gừng khô. Về nam giới tay mềm mại thì nói đại diện cho tỳ thổ mạnh mẽ. Nữ tử mà tay cứng nó đại diện cho tỳ thổ hưng thịnh. Và người có tỳ thổ hưng thịnh thì nó đại diện cho sự nghiệp hanh thông và tài lộc phát đạt. Người xưa thường nói có phúc mới tích được nhiều tiền, có quý mới có lý do của nó. Quý là do kiếp trước tích đức, phú là do kiếp trước dưỡng thân thiện nghiệp mà có. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.